Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu cho mọi người phiên bản nâng cấp của loa A18, đấy là loa cao K600. Thì đầu tiên mình sẽ thử cho mọi người nghe trước. Đấy, mọi người, cái phiên bản loa này ấy, thì nó sẽ được Việt hóa, nghĩa là tất cả những cái ngôn ngữ của nó sẽ được chuyển sang tiếng Việt hết. Mọi người nghe, mọi người đều sẽ hiểu. Và bên trong mình đã làm việc thiết kế lại toàn bộ những linh kiện bên trong đều được nâng cấp hết và chất lượng của nó đều tối ưu hơn hẳn so với loa A18. Hôm nay mình sẽ test thử cho mọi người nghe. Đầu tiên là chế độ Bluetooth trước. Chế độ nghe đài radio đã được bật. Chế độ Bluetooth đã được bật. Khi mà nghe Bluetooth, đã kết nối Bluetooth thành công. Mọi người bật Bluetooth lên. Mọi người bật Bluetooth lên. Đó, mình sẽ kết nối với cao K600 đây. Đó, mọi người để ý nhé. Kết nối với cao K600. Mình sẽ mở thử cho mọi người nghe trước. Shopee 7/7 siêu mọi hàng xung nước Shopee ngay. Đây mọi người có thể điều chỉnh. Mọi người đều có thể điều chỉnh âm lượng. Phiên bản cũ thì sẽ không hiển thị ở màn hình LED. Và phiên bản mới của mình đều sẽ hiển thị ở màn hình LED. Nó nâng cấp rất là nhiều so với phiên bản cũ là A18. Mà giá thì rất là yêu thương và không tăng giá so với A18. Thế nên là mình rất tự hào một cái này, chắc chắn là tính năng Bluetooth thì mình nói thêm, khi mà mình dùng Bluetooth ấy, khi mọi người dùng Bluetooth ấy, thì bên mình khi các bạn mua loa Astor K600 này ấy, thì sẽ được tặng theo một micro, thì cắm micro vào đây mọi người sẽ mở nhạc lên và hát karaoke như bình thường, rất là hay. Đấy, tuy nó nhỏ gọn nhưng mà nó tính năng của nó rất là rộng. Đấy, mình sẽ chuyển sang chế độ radio. Ví dụ nghe đài radio đã được bật. Mọi người dò kênh hoặc mọi người nghe đài bình thường nhé. Chế độ Bluetooth đã được bật. Ngoài Bluetooth và radio thì mọi người có thể cắm cho thẻ nhớ vào đây. Đó, đây là ngăn chứa thẻ nhớ và đây là ngăn cắm USB. Mọi người có nhà có nghe USB. Đây là cổng sạc. Loa được tích hợp 3 loa. Đó, loa chính và 2 loa vệ tinh. Rất là chuyên nghiệp. Phần bên trên này sẽ để kê điện thoại. Khi mọi người hát karaoke, mọi người mở, mọi người sẽ kê điện thoại lên đây. Mọi người hát karaoke. Đúng. Rồi mình sẽ cho mọi người cảm nhận lại âm thanh của loa cao 600. Chẳng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chẳng dèm vào tâm lý nàng. Một người xuất ra sao yêu thương muốn chi nàng lại là công chúa vàng. Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian chẳng giao thân sáng trong biển lửa tràn. Để lại mối nhân duyên nắng cây lưu truyền trần gian.
ra không nói đến chuyện đâu ngọc biết hơn trên băng chẳng bao cũng hướng nhân truyền tâm phục nào biết đâu lương duyên không chốn xưa đồ lại không thương ngày nhớ đêm ôm mong nàng lệnh cho phá rơi để kết thúc chàng tránh thiên xin lui về năm mơ giữa vời dẫn ra sao yêu thương muốn chi đàn lại là tình chúa bằng tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian chẳng gieo thắm sáng chẳng biết lửa chan để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Đang có đài Zalo của mình mọi người nhé 0383673448 tất cả những ai và những bạn nào mà có nhu cầu và có cảm hứng với loa cao 600 này của mình thì đều có thể liên hệ Zalo với mình sẽ tư vấn. Và nghiêm nhiên là sẽ được free ship cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người.